Tham gia các bạn nhìn lên đây này. Rồi các bạn nhìn lên trên bảng này. Đây, hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài như thế này. Và tôi có gửi vào trong nhóm thì có hai bài nhé. Một là cái ảnh này, ảnh để chúng ta xem bài tập này. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ có một cái ảnh như này. Đây chính là ảnh EPS. Thì các bạn, cái đuôi EPS thì chúng ta không được vất vào đó. Các bạn phải mở trực tiếp ra nhé. Mở như một file nút, kích nút vào thì mở thằng này. Vì khi mở file EPS này, các bạn có thể đổ màu cho nó này. Đấy, hoàn toàn đổ sang những màu khác nhau cho nó. Nó là một đối tượng của đồ họa nhé. Nó là vector và chúng ta có thể hoàn toàn chỉnh sửa. Các bạn chỉnh sửa những chi tiết trong này đều được cả. Đấy, thì đuôi EPS là như thế. Và để làm được cái bài này, hôm nay chúng ta sẽ học những cái công cụ như sau. Thứ nhất là chúng ta học cái công cụ thằng này là cắt hình trực tiếp hoặc lấy phần giao trực tiếp. Các bạn ghi cho tôi. Các bạn ghi thằng này Shape Builder Tool, viết tắt là Shape M. Đấy. Công cụ lấy phần giao trực tiếp. Đấy thì công cụ này làm việc như sau. Đây. Ví dụ là bình thường chúng ta sử dụng phần giao, chúng ta dùng cái gì nhỉ? Nếu các bạn muốn giao cắt giữa hai thằng này thì chúng ta sử dụng cái gì? Đó cái gì? Đó vào Pathfinder. Pathfinder là cái bảng lấy phần giao, đúng không? Đấy. Thì bình thường chúng ta hay lấy phần giao, tất cả mọi thứ hàn gắn đây. Ví dụ các bạn muốn gắn hai hình này vào thì chúng ta click vào đây, đúng không? Divide là chúng ta sẽ hàn vào như này. IUnit hàn vào như này. Hoặc chúng ta muốn lấy phần giao, chúng ta click vào đây, lấy phần giao này. Đấy. Đấy, hoặc cắt thì thấy chúng ta có các chức năng này. Nhưng mà chúng ta có một cái thằng trực tiếp như sau đây. Ví dụ các bạn có hai hình này, tôi cho nó một cái màu khác. Đấy. Chúng ta có hai hình như này, các bạn muốn lấy phần giao giữa hai hình này thì chúng ta chỉ cần vào công cụ Shape Builder Tool này. Đấy, và các bạn pick ở giữa này một cái. Đấy. Thì bây giờ chúng ta này có ngay phần giao, được chưa? Đấy. Thì cái công cụ này nó lấy phần giao rất là hay như thế. Hoặc các bạn muốn hàn hai thằng này vào thành một đối tượng. Đấy, các bạn đây, vào công cụ này, các bạn kéo chuột từ đối tượng thứ nhất này. Đấy, 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 đấy. Đây. Kéo chuột. Đây, chúng ta kéo chuột từ thằng thứ nhất này đến thằng thứ hai này, qua đến thằng thứ ba này, qua phần giao của nó. Đấy. Thì bây giờ hình này đã được hàn vào nhau. Ok chưa? Thấy nó rất là nhanh. Đấy. Và khi các bạn đưa chuột vào nhé, bao giờ chọn đối tượng này, chọn công cụ đưa chuột vào thì bao giờ nó cũng có cái chấm 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 đấy, và chúng ta sẽ nhận diện được nó đưa vào. Nếu như trong trường hợp các bạn muốn lấy hình màu vàng này, cắt hình màu xanh thì sao ạ? Chúng ta chỉ việc kích chuột lên hình màu xanh thôi. Đấy, các bạn đã cắt được hình màu xanh và chúng ta có được hình màu xanh bị cắt như này. Đấy. Hoặc ngược lại, nếu mà các bạn muốn lấy hình màu xanh này cắt hình màu vàng thì chúng ta vẫn dùng công cụ đấy và chúng ta tích sang phần màu vàng, được chưa? Đấy. Và chúng ta đã có được một hình màu vàng bị cắt như này. Đấy. Và chúng ta còn có cả phần giao, hình màu xanh thì còn nguyên. Đấy. Thì ngoài ra chúng ta còn có một số kiểu kéo khác. Ví dụ các bạn có thể kéo xin qua đây, hoặc các bạn có thể kéo từ thằng này sang thằng này, được chưa? Đấy. Lại kéo từ thằng này sang thằng này. Đấy thì chúng ta sẽ được hai hình này, và chúng ta lại được hai phần giao như này. Đấy, được hai phần.
Thì đây là cái công cụ lấy phần giao trực tiếp và nó có thể sử dụng cho được nhiều đối tượng. Bây giờ chúng ta thử với ba hình xem như nào. Đây. Với ba hình như này. Cho thằng này một hình khác này. Màu khác đây. Chúng ta ba hình chọn ba đối tượng này. Các bạn vào công cụ này các bạn thử kéo xem. Được cả ba đối tượng đúng không? Đấy. Chúng ta thử kéo từ đây qua đây xem nó như thế nào. Đấy. Đây. Một đối tượng, hai đối tượng. Đấy. Ok chưa? Thì nó có thể lấy những phần giao trực tiếp rất là nhanh như thế. Chính vì vậy nếu như những cái mà đơn giản thì các bạn vào thằng Sharp Builder Tool này thì chúng ta có thể làm được ngay và không cần phải vào bảng Pathfinder nữa. Pathfinder thì nó phức tạp hơn. Thì đây là lấy công cụ giao và ở một cái hay của thằng này là nó sẽ không mất đi đối tượng gốc các bạn. Nó sẽ giữ lại tất cả đối tượng các bạn. Còn thông thường khi vào Pathfinder này thì những đối tượng nó chỉ giữ lại một đối tượng thôi ạ. Đấy, còn đâu một đối tượng sẽ mất, hoặc khi các bạn lấy phần giao thì hai đối tượng sẽ mất đúng không ạ? Nó chỉ giữ lại cái phần giao thôi. Đấy. Thì chúng ta vào thằng này nó sẽ hiệu quả hơn. Và tiếp theo chúng ta sẽ học sang một cái thằng tiếp theo là thằng đổ màu trực tiếp. Đây. Các bạn ghi cho tôi công cụ Live Paint Bucket. Thì tắt là K. Đây là công cụ đổ màu trực tiếp. Đổ màu trực tiếp. Công cụ đổ màu trực tiếp. Đây. Thì cách làm việc của thằng này như sau. Đây. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta có một cái đối tượng như thế này. Đấy. Đây. Đây các bạn nhìn đây này. Nếu chúng ta có đối tượng như này, bây giờ chúng ta muốn đổ màu cho từng mảng này. Đấy. Thì chúng ta có đổ được không ạ? Nếu bình thường không sử dụng công cụ đổ màu trực tiếp thì chúng ta sẽ không đổ được. Và khi các bạn sử dụng công cụ đổ màu trực tiếp thì chúng ta có thể đổ trực tiếp cho từng những cái mảng nhỏ ở đây đó. Đấy, còn nếu bình thường các bạn chọn này, các bạn đổ màu này. Đây. Đấy thì nó chỉ đổ được tổng thể như này thôi. Đấy. Đấy, chứ nó không thể đổ từng mảng nhỏ một. Còn đây khi mà chúng ta chọn công cụ đổ màu trực tiếp này. Việc đầu tiên các bạn phải pick chuột vào này. Đấy, pick chuột vào. Và khi pick vào rồi thì nó sẽ nhận vào chế độ đổ màu trực tiếp và khi các bạn đưa chuột nó sẽ hiện lên những cái màu đỏ như này. Đấy. Và các bạn chỉ việc chọn màu. Các bạn click chuột này, click chuột, click chuột, click chuột, click chuột. Ok chưa? Đấy. Các bạn có thể đổ lại cho nó, hoàn toàn đổ lại được. Đấy. Đấy. Hoàn toàn đổ lại được. Được ạ. Thì đây chính là công cụ đổ màu trực tiếp, nó có tác dụng như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể đổ các màu khác nhau đây. Ok chưa? Và ngoài ra thì nó còn có thể đổ màu cho các hình như này. Ví dụ như là đây, chúng ta có một hình như này đấy. Thì chúng ta chỉ cần vẽ ra các cái ô thôi và chúng ta đổ màu cho nó. Và chúng ta sử dụng các công cụ như này. Đấy. Các bạn vào Rectangle Right Tool đấy. Và chúng ta có thể vẽ ra những cái ô lưới. Ok chưa? Đấy thì khi các bạn vẽ thằng ô lưới này mà các bạn ăn group ra này thì có phải là chúng ta có những cái đường nó rời giao nhau như này đúng không? Và nếu các bạn đổ màu thì có chăng các bạn chỉ đổ cho được cái thằng hình chữ nhật này thôi chứ, và chúng ta không thể nào đổ riêng cho từng màu được. Đây ví dụ bây giờ tôi thử đổ màu đấy thì chúng ta chỉ đổ được như này thôi đó. Nhưng bây giờ chúng ta muốn đổ màu trực tiếp vào những ô nhỏ nhỏ trong này, chúng ta làm nào? Đấy, chúng ta vào công cụ đổ màu trực tiếp này. Và các bạn pick chuột này. Đấy. Khi pick chuột một lần rồi, nó đã nhận diện cái công cụ đổ màu trực tiếp rồi. Thì bây giờ các bạn có thể chọn màu khác nhau và các bạn đổ cho nó. Được chưa? Đấy, các bạn đổ màu như này. Và nếu như các bạn muốn hút màu nơi khác, các bạn giữ
an này, chuyển về hút màu này, đổ này. Đấy, đây là muốn hút màu ở một chỗ khác mà bù vào. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì đây công cụ đổ màu trực tiếp nó có tác dụng như vậy. Và chúng ta có thể expand nó ra để hiệu chỉnh riêng từng cái này. Đây các bạn chọn nó này, các bạn vào object này, các bạn vào expand thì thằng này sẽ giã được cái đối tượng này ra. Đấy, các bạn chuột phải ăn group này. Đấy, thì bây giờ chúng ta đấy, chúng ta có từng đối tượng riêng biệt, giờ các bạn có thể tách ra được chưa? Thì đây chính là công cụ đổ màu trực tiếp, nó rất là hay, đổ cho cái gì cũng được, cứ miễn có dao cắt là nó đổ được nhé. Còn khi mà các bạn click vào này, nó sẽ hiển thị một cái khung đây này, có cái dấu ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Thì cái khung này nó khác với cái khung chọn đối tượng. Đấy. Khi mà các bạn chọn đối tượng này thì chúng ta có mấy cái dấu trắng trắng ở đây đúng không ạ? Nhưng mà chọn công cụ đổ màu trực tiếp thì nó có mấy hoa thị rất là to ở các góc này. Đấy, giữa này, trung tâm này, có đều có cả. Đấy, thì đây chính là chức năng đổ màu trực tiếp nhé. Và các bạn có thể bỏ chức năng đổ màu trực tiếp này để nó trở về cái trạng thái ban đầu. Đó, bằng cách chúng ta vào Object, chúng ta vào Live Paint này, chúng ta vào Zenith này, bỏ đổ màu trực tiếp. Thì các bạn ghi vào cho mình, để bỏ chức năng đổ màu trực tiếp các bạn vào Object, chúng ta vào Live Paint và vào Zenith để bỏ chế độ đổ màu trực tiếp. Để bỏ chế độ đổ màu trực tiếp. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái phím tắt này. Để thực hiện cái lệnh này bằng cách là chúng ta nhấn phím Ctrl Alt X để thực hiện cái lệnh đổ màu trực tiếp. Mà các bạn không phải chọn công cụ. Ctrl Alt X. Và chúng ta có thể vào thằng option này ở cũng trong cái bảng trong phần object này, chúng ta vào option này để chúng ta hiệu chỉnh cái bảng live paint đó. Đây thì có một số những cái hiệu chỉnh trong này thì nói chung là các bạn không phải hiệu chỉnh đâu, nhưng mà để chúng ta biết thôi. Thì đây là chính là công cụ đổ màu trực tiếp. Và và ngoài ra thì chúng ta còn có một công cụ để chọn những cái ô màu này. Đây các bạn ghi cho tôi một công cụ tiếp theo, đó chính là thằng đây Live Paint Selection Tool. Thì với công cụ này các bạn có thể chọn được những ô đổ màu trực tiếp, chọn nhiều ô để các bạn đổ một lúc chẳng hạn, chọn nhiều ô. Phím tắt của nó là Shift L. Thì đây chính là công cụ chọn những ô màu đổ màu trực tiếp đấy. Đây các bạn nhìn lên trên bảng này, khi mà tôi sử dụng cái công cụ chọn này, công cụ chọn nhé, selection này, thì tôi có thể giữ shift, tôi chọn được nhiều ô như này,
Đây, ok chưa? Và các bạn có thể đổ màu cùng một lúc cho nó chẳng hạn. Nếu mà sử dụng thằng kia thì chúng ta chỉ đổ màu được một lần thôi đó. Đây tôi sử dụng thằng này, tôi đổ màu này. Đây lại với thằng này nhé, chọn live này, pick chuột này. Đấy, bây giờ chúng ta đổ màu cho nó này. Đấy, rồi và chúng ta có thể sử dụng live này, các bạn chọn nó này, giữ shift chọn này, chọn này. Đấy, bây giờ chúng ta đổ một màu khác xem. Đấy, ok chưa? Đấy. Và các bạn có thể đổ màu lại, nếu trong trường hợp các bạn đổ mà nó không dễ ưng ý thì chúng ta chọn màu, chúng ta đổ màu lại. Đấy. Thì đấy chính là nhóm công cụ tạo vùng giao trực tiếp này, giao cắt trực tiếp và đổ màu trực tiếp. Và chúng ta sẽ phải làm một cái bài tập như sau. Đây, các bạn làm một cái bài tập như này cho mình. Các bạn sử dụng cái công cụ Gride Tool này. Đấy. Đây. Và các bạn vẽ cho tôi một cái hình ra. Và các bạn muốn vẽ, các bạn pick chuột vào để các bạn đánh ô nhé. Các bạn ở đây chúng ta có 10 x 10 ô. Vâng, đây. Chúng ta có 10 x 10 ô này. Thì chúng ta đánh vào là 9. 9 ô lưới, 9 ô lưới. Ok ạ. Ok. Đấy thì các bạn đã có một cái ô 10 x 10 rồi. Đây, ô 10 x 10. Và chúng ta không đánh ấy nhá. Chúng ta không đánh 10 x 10 nhá. Nếu đánh 10 x 10 thì nó ra 11 ô đấy. Các bạn đánh 9 x 9 cho mình thì nó sẽ ra được 10 ô theo chiều ngang, 10 ô theo chiều dọc. Và bây giờ các bạn cứ để tạm cho nó một cái nét trắng đi. Đấy. Ok chưa? Cho nhỏ đi một tí chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ các bạn đổ màu trực tiếp vào cái thằng này và có thể hút màu ở từ bài mẫu nhé. Hút màu từ bài mẫu này. Và khi các bạn làm xong này, tôi vào công cụ đổ màu trực tiếp này. Đấy. Các bạn pick chuột để cho nhận này. Chọn này. Hút màu đổ màu này. Đây. An giữ hút màu đổ màu. Hút màu đổ màu. Đây. Nếu mà khi mà màu chuyển thì bọn em phải expand nó ra. Expand nó ra xong lại chọn từng ô đổ màu chuyển. Được chưa? Đấy thì cứ tạm thời cứ đổ những cái ô mà không màu chuyển, hoặc cứ đổ hết đi xong là cái nào màu chuyển chúng ta sửa sau. Được chưa? Đây nhá. Ví dụ sau khi các bạn làm xong hết rồi, các bạn lấy expand nhé, đừng expand ngay, hôm sau chỉ sửa có, nếu xong hết thì họ mới expand. Đây các bạn chọn cho tôi chế độ expand này luôn này. Ok. Đấy thì các bạn đã expand được ra rồi, ungroup này. Ungroup này. Ungroup tiếp này. Thông thường các bạn phải ungroup 3 lần. Và bây giờ đổ màu gradient vào đây thì đơn giản đúng không? Chọn công cụ gradient này. Gọi bảng màu gradient ra. Đấy, chuyển sang chế độ gradient này và chọn màu cho nó. Muốn hút màu thì sao nhỉ? Vào đây đúng không? Hút màu vớt xuống. Và nếu muốn hút một màu khác thì thử xem đây, vớt xuống. Đây, ví dụ chúng ta có một dải màu như này, chúng ta muốn đổ màu chuyển. Chúng ta chọn sang chế độ gradient và các bạn chọn công cụ đổ màu này. Cầm kéo này. Được chưa? À, muốn sáng ở trên thì Divis đảo chiều màu đây cũng được. Đấy, nhưng mà thông thường thì các bạn nên kéo cái thằng đỏ phía ngoài này. Không thì nó sẽ chuyển sáng vào tâm. Các bạn có thể đặt tâm vào đây. Được chưa? Đấy, thì chúng ta có một cái hình đậm như này. Đấy. Và sau khi các bạn làm xong này, làm xong, các bạn đặt cái hình hoa văn lá vào cho mình. Và cái hình này các bạn chọn chế độ hòa trộn nhé. Đổ màu trắng này. Đổ màu trắng này. Ok. Và các bạn mở bảng Transparency, các bạn chọn chế độ hòa trộn song line này. Đây, song line. Được chưa? Và bây giờ các bạn vớt thử vào. Đây. Đây vớt vào này.
bạn cho lên trên này, Control Shift Up cho lên trên. Đấy thì chúng ta đã làm được này. Ok chưa? Đấy. Còn nếu các bạn muốn cái này mờ đi thì chúng ta giảm opacity xuống. Được chưa? Đấy. Muốn mờ đi hơn thì giảm opacity. Đấy thì các bạn đã có thể làm xong một cái bài với hoa văn ở phía trên, ẩn phía trên như này rồi. Sao? Và hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Còn các bạn làm bài tập cho mình. Bài này khá hay nhưng mà tất nhiên nó cũng khá ngắn. Chỉ học một ít thôi nhưng mà chúng ta có thể làm được những sản phẩm rất là hay. Các bạn nhớ sử dụng các chế độ hòa trộn ấy, thì các bạn có thể làm ra những sản phẩm đẹp được.